Cậu bé mắt nai mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ quấn băng nằm ở trên giường bệnh. Người phụ nữ thấy cậu bé thì giật mình muốn bắn tim ra ngoài luôn. Chuyện là như vậy? Cô bạn thân tới thăm hỏi đã xảy ra chuyện gì mà cổ thành ra như vậy. Cổ bắt đầu kể, tối hôm qua sau khi đi chơi về, lúc chuẩn bị đi vô nhà thì chợt trông thấy một bóng người kỳ dị đang đứng chình hình nhìn mình. Cô teo héo chạy vô nhà xuống bếp lấy đồ tự vệ rồi trốn vô nhà tắm nghe ngóng tình hình. Có tiếng cửa chính mở ra, liền sau đó có một gương mặt cute có đôi mắt nai tròn xoe xuất hiện. Tại vì thấy đôi mắt nai cha này cưng quá trời cưng cho nên cô che mắt lại. Có điều khi mở mắt ra thì gương mặt đó vẫn ở ngay trước mặt. Cô bắt đầu để ý cái chai thuốc tẩy trên sàn, cuối cùng quyết định cầm chai thuốc lên nhìn bé mắt nai kia rồi đổ dung dịch vô mặt mình. Chắc bé mắt nai cũng không ngờ được pha xử lý tình huống đi vô lòng đất này cho nên xách đích đi luôn. Sau khi nghe xong câu chuyện thì cô bạn kia lo lắng vô cùng, tại vì cô nghĩ bạn mình bị chập mạch, liền đi gọi bác sĩ. Khổ nỗi mắt lành rồi thì cậu bé mắt nai lại đến ngắm tiếp, biết đâu nó chỉ ước có được đôi mắt giống cô gái thôi thì sao.